vui được gặp lại quý khán giả của diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, khách mời đặc biệt của diễn đàn tuần này là CEO của một công ty đi tiên phong trong lĩnh vực phân phối, sản xuất, chế biến và xuất khẩu mặt hàng cacao tại thị trường Việt Nam. Trước khi cùng chúng tôi gặp gỡ khách mời, xin mời quý vị cùng điểm qua một vài thông tin về nhân vật mà ekip đã tổng hợp được. Từng là chuyên viên hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp của Việt Nam. Từng là giám đốc trẻ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 1996 khi được bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc công ty American Dry Vinafood, một doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cũng trải qua nhiều năm hoạt động trong ngành tài chính khi trở thành quản lý quỹ tại Prudential, AAA, CMG. Cuộc sống trôi qua yên ổn, lòng bỗng dấy lên nỗi sợ sẽ kết thúc cuộc đời vô nghĩa nếu tiếp tục sống bình lặng như hiện tại. Vậy là từ bỏ công việc, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ trong phát triển ngành nông nghiệp có giá trị xuất khẩu cao để thành lập doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực cacao tại Việt Nam. Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động, công ty của ông đã trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên cung ứng các mặt hàng sản xuất từ hạt cacao và là đối tác, nhà cung cấp lớn của các đối tác như Starbucks, Lotte tại Việt Nam. Ông là ai? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin mời ông Trần Văn Liên, CEO của công ty cổ phần cacao Việt Nam. Xin chào anh Liên. Hi, chào em. Xin chào quý khán giả của VITV. Em mời anh ngồi ạ. Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Thì thưa ông, thì như cái thông tin mà ekip tổng đã họp được thì tôi nhận thấy rằng ông đã trải qua rất là nhiều cái công việc trước khi mà quyết định thành lập doanh nghiệp riêng. Thì ông có thể vui lòng chia sẻ là cái khoảng thời gian đó của mình là ông đã trải qua những vấn đề gì và từ yếu tố nào mà ông lại mong muốn lập doanh nghiệp ạ? Thì các bạn biết là mình thời kỳ của mình là thời kỳ bao cấp hoàn toàn mà. Thời kỳ đó là giống như là ở Việt Nam á, là không có giao thương với nước ngoài. Thì lúc đó ấy, mình nghĩ là mình muốn vươn lên và đi khỏi, thay đổi mình á. Thì may mắn là mình có đọc một cuốn sách gọi là Gulliver's Travel, tức là những cuộc du ký của Gulliver. Thì cái đó thời trẻ mình thấy, thời con nít mà, thì thấy là Gulliver đi tới một cái vùng đất của những người tí hon, rồi đi tới một vùng đất của những người gọi là khổng lồ. Thì lúc đó mình nuôi nấu cái ý chí là đúng là mình sẽ phải vượt qua một cái đất nước nhỏ bé này để mình đi khắp thế giới. Cái con người bé nhỏ đó mà nó có cái vision và cái tầm nhìn đó nó quyết định xuyên suốt cho đến bây giờ mình 50 tuổi nó vẫn là cái vision đó. Cái vision là thoát ra khỏi cái môi trường của mình và tạo dựng một cái giá trị mới. Thì trước khi khởi nghiệp đó mình kinh qua nhiều công việc, mà một cái công việc mình đáng nhớ nhất đó là tổng giám đốc trẻ nhất của đồng bằng sông Cửu Long, là trước khi mà Mỹ xóa cấm vận Việt Nam. Thì như vậy là hình như năm 1994 mà hình như đấy là tháng 2 thì phải, thì xóa cấm vận. Thì thời đó mình đã làm việc với lại American Rice, là một cái công ty về marketing của Mỹ ở tại Houston. Và sang Việt Nam đó thì họ muốn tìm cơ hội mới để liên danh với Bộ Nông nghiệp đó, để thành lập một cái công ty mà có thể xuất khẩu gạo Việt Nam sang Mỹ rồi từ Mỹ đi khắp thế giới. Khi làm như vậy thì mình thấy được nhiều giá trị của người nông dân lắm. Thấy giá trị của cái người mà làm ra hạt gạo. Thì mình tin rằng đó là khởi nghiệp hay là khởi sự Việt Nam mà đi về ngành nông nghiệp là cực kỳ đúng và phục vụ được rất nhiều người. Nhá, trong suốt làm từ năm 98 tới năm 2002 đó thì mình vẫn nghĩ là có cơ hội mình sẽ khởi nghiệp, mà lúc đó thì mình chưa nghĩ tới cacao đâu. Tại lúc đó là trong đầu mình đầy cả sản phẩm về lúa gạo. Nhưng mà nó có một cái biến cố là khi kinh doanh lúa gạo, bạn phải nhớ là lúa gạo đó là ngành về commodity, là về political commodities, tức là sản phẩm chính trị. Thì khi mình làm như vậy thì chính phủ thường control là mỗi một năm như vậy là phải đủ ăn trong nước rồi dư mới xuất khẩu, là theo chế độ quota. Như cái liên danh lúa gạo Hoa Kỳ này á, thì nó set cái sản lượng khoảng 150.000 tấn năm, nhưng mà hình như là quota nó chỉ được có 30.000 thôi. Thì nó gặp khó khăn trong việc xuất khẩu. Có những năm mà gọi là gạo nó bị dư thừa đó, thì quota đầy ra đó. Nhưng mà có những năm khan hiếm thì nó trở thành tiêu cực trong việc lấy quota. Thì cái doanh nghiệp này nó cũng rút khỏi Việt Nam vào năm 2002 rồi đó. Thì lúc đó là mình có đứa con gái là 9 tháng tuổi thôi.
9 tháng 10 tháng gì đó. Thì lúc đó là mình quyết định là một là đi Haiti là một cái new venture, hai là ở tại Việt Nam. Thì trước khi mình quyết định như vậy thì có một cái cơ hội tới, đó là một cái đề nghị làm trưởng chi nhánh cho cái công ty quản lý quỹ của Australia tên là CMG đó, thì cũng sang Việt Nam để nó mở về ngành tài chánh bảo hiểm. Thì lúc đó mình theo cái ngành tài chánh bảo hiểm cũng được gần 5-6 năm, nhưng mà cái máu của mình vẫn là máu về nông sản, về lúa gạo, về các mặt hàng về nông nghiệp. Thì 2005 mình đã nghĩ rằng phải tách ra khỏi cái ngành về tài chánh này và để trở lại ngành nông nghiệp. Thì lúc đó là một cái anh bạn mà bên Ban Kinh tế Trung ương đó, thì nói là chính phủ đang khuếch động rất là nhiều chương trình về cacao, và chính phủ không muốn lặp lại cái sai lầm giống như là gạo và cà phê là xuất thô nữa, mà muốn là có chế biến ra sản phẩm và có branding. Thì mình thấy là cái ngành này hay, chỉ có mỗi cái hay là đúng, sản phẩm này là của người giàu, nó ăn nhưng nó không trồng được, thì mình trồng được, mà nếu mình làm được sản phẩm thành phẩm thì mình dễ chiến thắng trong thị trường. Thì đó là cái quyết định mình khởi nghiệp về cacao trong cái bối cảnh như vậy. Đó là khoảng năm bao nhiêu ạ? Mình xây dựng Vina Cacao là năm 2007. Thì các bạn biết là bây giờ thì cũng hơn được 10 năm, hơn 10 năm. Lúc đó thì cũng là khoảng 39-40. Đấy. Đó là mình cũng khởi nghiệp thì hơi muộn, nhưng mà cái muộn nó vẫn có cái hay là mình đúc kết được rất là nhiều cái kinh nghiệm về quản lý, về thị trường, mà đặc biệt là các cái mối quan hệ trong và ngoài nước. Đó là những nền tảng khác biệt, những cái khởi nghiệp mới mà các bạn thấy trên TV hoặc là game show trên màn hình, hoặc là các cái phát động phong trào khởi nghiệp mà mình thấy là chủ yếu là xoay quanh cái giới trẻ hoặc sinh viên hoặc mới ra trường đó. Thì khác biệt là ở chỗ cái quan hệ và kinh nghiệm. Cho nên mình không hiểu tại sao là các bạn trẻ đó nó có khả năng khởi nghiệp thì có thể mong manh hơn. Nhưng mà ở cái thời điểm năm 2007 đó thì cái công việc của ông nó đang rất là thuận lợi, và cái cuộc sống nó đang bình ổn như vậy. Nhưng mà lúc đó ông quyết định ra ngoài thành lập doanh nghiệp thì ông không cảm thấy rằng nó là cái bước ngoặt gì đó, có thể rằng anh đang bước vào cái mạo hiểm à? Bạn đặt vấn đề rất là hay đó. Tại vì khi mà mình lúc đó thì công việc mình rất là ổn định, và điều đó có nghĩa là thu nhập rất là ổn định, và nếu mình nhìn thấy một cái tương lai khoảng chừng 10-15 năm á, thì nó cũng rất là ổn định. Nhưng mà một đời người nó không có 10-15 năm, mà nó đâu có xa xỉ đến mức nhưng mà mình tiêu xài nó cái thời gian theo kiểu như vậy. Cho nên đó là mình thấy rằng đó là có một cái ý chí, một cái nung nấu rõ ràng để mình khởi sự. Lúc đó ông nghĩ gì ạ? Một cái điều mà tôi nung nấu đó là ngoài những giá trị của bản thân mình thì mình muốn đi tìm một cái sự tự do về quyết định. Và sự thành công cuối cùng của một đời người chắc là phải đạt tới sự tự do về tài chánh, về khát vọng của mình, về những đam mê của mình, về những cái tiên lượng của mình, hoặc trong cái cảm nhận về cuộc sống của mình. Và cuối cùng đó là theo một cái trật tự về hoàn thành sở nguyện của một đời người. Và nếu thực sự bạn thấy rằng đi tìm một cái giá trị để hoàn thành sở nguyện một đời người đó thì đúng là xứng đáng để khởi nghiệp. Cái thời điểm đó thì cacao nó còn rất mới trên thị trường đúng không ạ? Dạ. Thì cái việc đưa sản phẩm mới ra thị trường như vậy thì nó không hề dễ dàng cho một người khởi nghiệp. Bạn nói rất là đúng, bởi vì là cacao là mới với Việt Nam nhưng không có mới với thế giới. Thế giới sử dụng là Trung Mỹ thì là 2.000 năm, còn châu Âu thì 600 năm. Nhưng mà Việt Nam đó thì mới, là bởi vì rõ ràng nó có một cái mâu thuẫn như thế này. Hầu hết những người mà ăn sô-cô-la ngon đó là được cái bạn bè hoặc là anh em bà con nước ngoài gửi về. Và khi họ gửi về như vậy đó thì cái trong não họ gắn tới là sô-cô-la ngon là phải như thế này. Và họ cảm giác được cái niềm vui đó, một phần là do sô-cô-la ngon, một phần là họ không phải trả tiền. Tại vì đó là tặng mà. Và họ nghĩ sô-cô-la là phải tặng, chứ thực ra ít ai mà mang tiền đi mua nó lắm. Cho nên đó là cái trở ngại lớn về thói quen hành vi mà khi chúng tôi làm về sô-cô-la. Nhưng mà cái lúc đó thì ông đã tiêu thụ sản phẩm như thế nào? Ông có thể chia sẻ lại không? Chúng tôi làm ngay những cái sản phẩm mà thị trường lúc đó không có. Đó là sản phẩm về cacao nguyên chất, gọi là Good Morning, Good Afternoon, Good Night. Thì ba cái sản phẩm này đó là sản phẩm gọi là khởi nghiệp luôn. Và như vậy cái dòng Good Morning, Afternoon, Good Night là dòng không có sữa, không có đường.
nó khác với lại các cái đối thủ mà hiện nay nó nhằm vào trẻ con. Lượng đường nó rất là cao, uống vô rất là ngọt và thứ mọi thứ, nhưng mà mình tap một cái thị trường mà người ta cẩn trọng về sức khỏe hơn và người ta có gu hơn, và thực sự là nó phải đi đúng vào cái hương vị của cacao thực sự. Thì như vậy là rất may mắn là mình tap được khoảng chừng 5% của thị trường đó mà thôi. Thì các bạn biết là 5% thì ở Sài Gòn này có 450.000 người rồi. Và thời điểm đó thì cốt mạc cũng chưa phát triển nhiều đâu, và các hệ thống khác cũng còn rất là mới như là Big C hoặc Metro đó. Thì mình chọn ngay hệ thống phân phối đó, chọn ngay sản phẩm mới có new value và giá trị reasonable, tức là giá hợp lý. Thì mình nhớ thời điểm đó là mình đánh hạ một cái thương hiệu của Van Houten, thì có thể là từ nhiều nước, nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy rất là khó tìm thị trường cái sản phẩm Van Houten đó. Nó biến mất khỏi thị trường luôn. Nghĩa là trước đó là... Đúng rồi, Van Houten màu trắng đó là rất là nhiều, bạn vô siêu thị tìm thấy nhiều lắm. Bây giờ tôi có thể hãnh diện là Van Houten nó không còn trong siêu thị nữa. Cho nên trở lại concept là các bạn phải hiểu được cái rủi ro, và bạn hiểu được cái new value, cái giá trị mới mà bạn mang lại như thế nào. Khởi nghiệp nó khác lập nghiệp cho nó. Lập nghiệp là bạn chỉ cần là dựng một cái gì đó lên để kiếm thu nhập và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cái giới mà nghiệp chủ là chúng tôi gọi là entrepreneur đó, thì họ đi săn tìm giá trị mới. Thì tôi thấy rằng là khởi nghiệp bạn phải tìm giá trị mới. Thì cái giá trị mới đó sẽ giảm thiểu cái rủi ro về cạnh tranh. Và bằng các cái sản phẩm, hệ thống phân phối và đặc biệt là chính sách về chiêu hàng, tức là promotion đó. Vì mình là nhà sản xuất. Nói một cách khác là giống như mình là người đặt ra luật chơi. Thì mình hiểu rõ là mình có thể chạy một cái chương trình như thế nào hợp lý, trong mùa nào là hợp lý, và thậm chí là mình cần đánh gục đối thủ như thế nào, thì mình có thể nhả ra cái ngân sách hợp lý. Năm 2007 tính đến nay cũng đã là 10 năm. Thì trong cái khoảng thời gian đó, ông đã từng có những cái kỷ niệm nào đó khó quên về cái quá trình kinh doanh của mình không? Ông có thể vui lòng chia sẻ không? Tôi thì tôi thấy là 28 tháng 12 năm 2007 là chính thức là ra sản phẩm đầu tiên. Thì các bạn biết là còn 2 ngày nữa là bước sang 2008. Thì bước ra 2008 là tháng 5 năm 2008 là tài chính thế giới sụp đổ, là bắt đầu từ Mỹ. Là hệ thống bất động sản rồi các cái chỉ số ngân hàng của nó đều sụp đổ, kéo theo là khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thì lúc đó Việt Nam á, là từ một quốc gia mà bạn cảm thấy như là cái gì cũng được, bạn ra ngoài thị trường bạn mua tivi thì có ngay cái ngân hàng nó tới, nó nói ok tôi cho mượn tiền bạn hết để mua tivi. Rồi á, bạn mua chiếc xe gắn máy, ok nó mượn tiền mua hết xe gắn máy. Là trước năm 2007 mình cảm thấy như mình bán cái gì cũng được luôn. Nhưng mà tháng 5 2008 là mọi thứ nó thay đổi đến nỗi mà nó từ cái bức tranh sáng sủa nó ập một cái thì bức tranh tối om lại liền. Và lúc đó mình nhớ là mỗi một năm thì người ta không còn thống kê gì nữa ngoài cái chuyện là có bao nhiêu doanh nghiệp phá sản. Và mình trong cái hội doanh nhân ngôi sao Việt thì năm nào cũng có là Tết doanh nhân thì cũng thống kê coi năm nay là bao nhiêu doanh nghiệp phá sản. Mà cái số lượng nó khủng khiếp lắm, là khoảng 50-60 ngàn gì đó doanh nghiệp phá sản. Cái phá sản nằm ở chỗ là lãi suất ngân hàng từ 6-8% nó lên 16-18%, có khi 21%. Mà bây giờ bạn thấy cái hậu quả để lại đó, như vụ án Quyền Như đồ, là dự án ngân hàng xây dựng rồi đấy, là bởi vì lúc đó ngân hàng hết tiền. Và lúc đó sẽ tìm những người nào có nhiều tiền để nói rằng ok, quy định của chính phủ 15% nhưng mà tôi đưa anh 18%. Để có một dòng tiền tươi và nóng vào trong một cơ thể đang yếu ớt. Thì cái đó là vi phạm luật lệ của chính phủ. Tại vì nếu bạn tăng 18 thì lúc đó bạn sẽ dồn cho doanh nghiệp tới 21-22. Bạn lấy cái margin ở giữa mà. Có nghĩa là trăm dâu đổ đầu tầm hết, đổ lên doanh nghiệp hết. Thì cái thời kỳ đó là thời kỳ khủng khiếp chung của quốc gia. Và Vinacacao cũng nằm trong tình trạng đó. Anh không bán được hàng hay sao? Thời kỳ đó không bán được hàng, nhưng mà sức ép về chia lãi suất, nó chia cổ tức cao. Tại vì lúc đó người ta nói tôi bỏ tiền cho ngân hàng, tôi lấy 20%, 15%, bây giờ ông làm thế nào ra 17-18% để trả cổ tức. Mà công ty Vinacacao vẫn là công ty cổ phần. Mà cổ phần ban đầu là những người mà gọi là có máu và khởi nghiệp mà. Thì thời điểm đó tôi nhớ là tất cả các cái cổ đông là nó có tính chất nó walk away, tức là nó bỏ cuộc. Mà nó bỏ cuộc mà nó kêu là nó bỏ cuộc theo kiểu là nó divest, tức là nó kiểu như là thoái vốn á.
Mà lúc đó tiền mình kinh doanh còn thiếu, mà bây giờ tiền thối vốn là ở đâu mà có. Mà tôi còn nhớ là ông bạn rất là thân là chủ tịch của công ty luôn á, nghĩ rằng là đến lúc thôi thối vốn và thôi ông muốn làm đi một mình đi. Thì tụi tôi cũng làm được, tức là cuối cùng cũng quyết định thối vốn luôn. Nhưng mà lúc đó thì anh lấy vốn ở đâu ra để bù vào cái khoản mà người ta thối vốn à? Tiền tiết kiệm. Thì khởi nghiệp là bạn phải lấy từ tiền tiết kiệm chứ. Gọi là seed money, tiền giống. Tiền giống thì không có ai khởi nghiệp mà ngay từ đầu thời kỳ đó mà có sạc được các thứ cá mập để cho mượn tiền, không có. Và rõ ràng là lúc đó là mình phải sử dụng các cái nguồn lực tài chính tích lũy đó. Và có nghĩa là lúc khó khăn thì bạn bè nó cũng bỏ đi, phải không? Tất nhiên là nó cũng không gây sức ép khủng khiếp đâu, nhưng mà nó nói là nó bỏ đi trước. Tức là giống như nghĩ là thuyền đắm là phải jump out of the ship vậy đó. Ông có từng nghĩ tới việc là thôi ngưng không làm nữa không? Thì cái lời khuyên của tất cả họ là nên ngưng. Thì lúc đó cụ thể họ nói gì ạ? Họ nói tình hình khó khăn quá, kinh doanh không có được đâu. Bây giờ bỏ vốn đây mất hết. Bây giờ tôi bảo toàn vốn phải rút lui. Nói trước bây giờ tôi rút lui nha. Và cái chuyện ông kinh doanh trước là sắp tới là ông chịu nha. Còn cái này ông phải bảo toàn cho tôi nha. Là vậy đó. Ông có từng nghĩ tới việc là thôi ngưng không làm nữa? Cái ngưng có là một bước lùi. Và trong đời mình á, có những quyết định lớn mà mình không có lùi bước. Học cái ngành gì, chọn việc. Quyết định thứ ba là cưới ai. Đó cũng là quyết định không lùi bước. Và quyết định thứ tư là thành lập Vinagaka. Phải có sự commitment trong cái quyết định của mình. Cái đẹp nhất của người đàn ông là phải có trách nhiệm với chính cái gì mình làm. Cái responsibility của mình đó, dám chịu cái gì mình làm hay không. Thì như vậy là nói để cho các bạn biết là cái tâm tính của con người nó cũng sẽ quyết định tới sự nghiệp của họ. Tại vì vậy nên ông quyết định không bỏ. Không bỏ. Lúc đó thì ông trả lời như thế nào ạ? Ở đây thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Mình nói là bây giờ cũng là những người quen biết khởi sự ngay từ đầu, cùng xuồng với nhau. Mà mình cũng đâu có cái lý do gì, bởi vì đúng là nó khó thiệt. Thấy không? Và có những năm là mình không có chia cổ tức mà mình chia theo cái kiểu gọi là cổ tức bằng cổ phiếu. Nhưng lúc đó mình nghĩ là có một cái máu là nó sôi sục trong lòng mình đó là tôi sẽ không bao giờ để các ông bị mất tiền. Đó là cái guarantee mà danh dự luôn. Có nghĩa là ông để tiền vô đây bao nhiêu thì ít nhất nó bằng đó trở lên, chứ nó không bao giờ bị mất. Chứ thực ra theo nguyên tắc về cổ đông á thì được ăn lỗ chịu mà. Có nghĩa là tài sản bằng không thì tất cả phải bị bằng không á. Đúng không? Nhưng mà mình lúc đó thì mình nghĩ là có cái máu sôi sục mình nói hay. Dù sao mình cũng phải giữ cho mấy người này. Mà làm sao ông lại có thể chắc chắn là mình giữ được à? Bạn nói làm sao thì đúng là hơi khó. Tại lúc đó nó chỉ những yếu tố về cảm tính mà thôi. Cảm tính là một, thứ hai nữa mình thấy thị trường nó không có thất bại. Hàng hóa vẫn bán được, những sản phẩm mới ra thị trường vẫn có cái vùng để vùng vẫy. Và lúc đó ngành cacao nó không đủ, nhập khẩu nó không đủ mạnh để nó dập chết mình. Bởi vì lúc đó vẫn chưa có một cái doanh nghiệp nào về cacao mà đủ độ khủng để mà cạnh tranh với mình hết. À, lúc đó trên thị trường thì có bao nhiêu hãng sô-cô-la cùng cạnh tranh với mình? Nhiều lắm, nhập khẩu thì các bạn biết là Meiji, rồi Hershey, rồi Tupolev, rồi Moons, rồi Isis, rồi rất là nhiều. Các bạn vô siêu thị là đầy hết về hàng nhập khẩu. Nhưng mà trong nước thì không có. Cho nên là đối thủ của mình chỉ là ngoại quốc thôi. Và ngoại quốc thì nó dễ đấu lắm. Thực ra thì sô-cô-la cũng là sô-cô-la mà thôi. Bạn ăn thì nó cũng ngon như vậy thôi. Nhưng cái quan trọng là giá mà tốt hơn, bao bì bạn đẹp hơn. Và mình sẽ hơn nó. Thứ nhất là origin, là thuần Việt nè. Mình cho cái vị sô-cô-la nó giống như là đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn biết là bạn uống rượu vang như vậy, nó tùy thuộc cái vùng đất mà của cái trái nho của mình là nó fruity, nó hơi chua nhẹ, nó không có ngán, nó không ngọt liệm làm cho bạn. Cái thứ hai là bạn localize nó đi. Ví dụ như sô-cô-la mà bạn ăn với mè hay là với trà xanh, hay là các bạn ăn với cam, với nho đủ, rất là phân vui. Rồi ăn với dâu đủ thứ. Thì nó có lý do để nó thấy khác biệt. Chứ châu Âu đâu có dám làm vậy. Cho nên nó trở lại compact cái ý của bạn đó. Là đúng là mình có kiên cường hay không?
Chứ nếu mà các cái người bạn bè thân của mình lúc khởi nghiệp mà nó nói rút lui thì nhiều khi mình cũng mềm lòng luôn. Mà thời điểm đó thì các bạn biết là ngoài cái rủi ro ra đó thì mình còn nghĩ là mình quản lý cái stress management, tức là những cái căng thẳng khủng khiếp. Bây giờ tôi khuyên sinh viên đó là khởi nghiệp là bạn phải quản lý cái đầu tiên là fear factor, nỗi sợ hãi. Cái nỗi sợ hãi này nó tàn độc bởi vì nó không share được với ai hết. Mỗi lần bạn share với người khác thì nó à mày trùng bước phải không? Nhưng mà mình phải giữ hết cái fear factor trong lòng. Thì như vậy đó là khởi nghiệp là sợ hãi, phải quản lý được và phải chuyển sợ hãi thành động lực. Cuối cùng mình phải management được cái stress, nằm ở chỗ là cái rủi ro cao nhất mà mình chịu được là cái gì. Thậm chí mình nói bây giờ mất hết tiền, mất tiết kiệm, mất hết mọi thứ đi, cỡ ăn mài là cùng cái gì. Lúc đó ông có trải qua tất cả cảm giác đó không? Mình trải qua hết mọi thứ. Thì trong cái giai đoạn mà doanh nghiệp của mình khó khăn như vậy thì lúc đó phản ứng của chị Nhà như thế nào? Chị Nhà là một người lặng lẽ. Lặng lẽ nhưng mà trong đó nó có cũng sự lo sợ giống như mình thôi. Có bảo ông thôi không? Dạ. Khuyên ông nên thôi không? Không, chị Hà không có khuyên thôi. Đặc biệt là chị Hà không có khuyên thôi. Thôi. Bởi vì thôi có nghĩa là mình có thể bị thiệt hại nhiều hơn nữa. Và mình có đứa con gái thì nó rất là có chí, thành ra là bây giờ cháu đã tốt nghiệp đại học bên Mỹ rồi, thì nó sẽ cho một cái cảm giác bình an lắm. Thế lúc đó ông đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào? Thì trở lại cái câu hỏi của bạn đó, thì mình khởi nghiệp năm 39-40 mà 39 không cỡ đó, thì như vậy đó là mình không có phải là quá mềm yếu và non trẻ trong chuyện này. Cái thứ hai là các cái kỹ năng mà để quản lý và đưa vào hệ thống process đó, là mình tin rằng nó sẽ sinh sôi nảy nở chứ không phải là một cái quyết định vô vọng mà đấm vào không khí. Và cái thứ ba là mình control cái cost. Bạn biết là năm 2008 là lương mình lúc đó là chỉ mình trở về gần như không đồng, làm không có lương không đồng, và mình sẽ ưu tiên cho những cái lực lượng kinh doanh, bán hàng, quản lý siêu thị và các em mà lương thấp trước. Thì các bạn biết đó là một trong những cái việc mà mình phải làm với tư cách là nhà khởi nghiệp, đó là nếu mà bạn cứ so đo cái chuyện là tới tháng phải lãnh lương, bạn không bao giờ đạt được. Bạn sẽ đối đầu cái đó mà bạn sợ ngay. Rồi gia đình cũng là một yếu tố rất là hay trong trường hợp đó. Và bạn đừng bỏ những cái cơ hội để đi nghỉ. Mùa hè bạn phải đi với con, tại vì nó có mùa hè của nó. Rồi bạn có những thú vui của mình. Tôi nhớ là tôi có cái niềm vui với Manchester United. Và các bạn biết có cái may mắn là gì? Là cứ tuần nó đá 2 trận. Đôi khi nó đá 3 trận. Và rất may là Manchester United thường nó thắng. Và khi nó thắng là mình vui suốt tuần luôn. Thời Alex Ferguson đó, chứ không phải thời này. Đó là cái niềm vui nho nhỏ mà bạn có thể làm cho trái tim của bạn nó tiết ra dopamine, là một chất giảm đau. Thế thì sau đó ông vượt qua khó khăn đó như thế nào? Sau đó thì doanh số tốt hơn, thị trường tốt hơn, các cái quyết định của chính phủ tốt hơn, và mình biết rồi nó sẽ khởi sắc mà thôi. Tại nó theo quy luật 10 năm mà. Và 2012, 2013 rồi các thứ thì tốt. Đến nay sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, công ty cổ phần Cacao Việt Nam đã trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực phân phối, sản xuất các sản phẩm từ cacao. Hiện doanh nghiệp này cung ứng đủ các loại sản phẩm khác nhau, từ bột dinh dưỡng, bột cacao nguyên chất, nước uống đóng hộp, nước uống đóng chai, cho đến các loại sô-cô-la và các mặt hàng tại hầu hết các hệ thống siêu thị như Co-op-Mart, Big C, Metro, ở các chợ, cửa hàng và đại lý trên khắp cả nước. Sự nỗ lực của ông đã đưa Vina Cacao Việt Nam vinh dự đón nhận danh hiệu giải vàng thương hiệu uy tín chất lượng do Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng năm 2009. Lọt top 20 sản phẩm vàng thời hội nhập do Cục Sở hữu Trí tuệ trao tặng năm 2010. Đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2012. Được ban tổ chức chương trình truyền thông ASEAN công nhận là doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc ASEAN năm 2014 và đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn từ năm 2015-2018. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, tiếp tục hưởng ứng chương trình cacao của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kêu gọi đưa Việt Nam vào bản đồ cacao thế giới, phát triển một ngành công nông nghiệp mang lại lợi nhuận cao cho nông dân.
đến nay không chỉ dẫn đầu về mặt hàng cacao của Việt Nam tại thị trường trong nước, ông cũng đã đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài và mặt hàng cacao mang thương hiệu Việt này đã có mặt tại nhiều quốc gia khó tính trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia. Quý vị đang trở lại với câu chuyện của chúng tôi và CEO của công ty cổ phần cacao Việt Nam, ông Trần Văn Liên. Đến nay thì cái điều gì khiến ông cảm thấy tự hào nhất trong quá trình mà... Bây giờ mình số 1 ở Việt Nam và mình bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ về các sản phẩm Hàn Quốc, Trung Đông. Mình là một trong đại diện cơ bản của ngành cacao, của Bộ Công Thương, niềm hãnh diện của Bộ Công Thương đi trưng bày sản phẩm. Bây giờ đó mình nghĩ là những cái cống hiến cho xã hội như thế nào? Nhưng mà mình nghĩ là một trong cái yêu cầu của ISO đó là trách nhiệm xã hội. Thì các bạn biết là mình là chủ trương đó là sáng kiến việc làm cho người mù. Và hiện nay đó mình là cái doanh nghiệp duy nhất là tuyển dụng người khiếm thị và dạy họ làm việc và nuôi sống được bản thân. Cái thứ hai đó là mình đi sâu vào sinh viên. Mình là người tổ chức tài trợ tất cả mọi thứ từ A đến Z cho chương trình Rookie Marketing. Là mình muốn thay đổi sinh viên năm 1, năm 2, năm 3. Họ có cơ hội để đi Hàn Quốc để nhìn thấy thế giới. Và khi họ đi nhìn thấy thế giới vậy họ thay đổi thái độ. Và một mùa mình đã làm rồi mà năm nay mình sẽ làm gấp đôi, gấp 3 lần đó nữa. Và tại sao mình sẽ làm vậy? Bởi mình biết là mỗi một năm thì 2 triệu người trẻ ra thị trường. Mình có 600.000 doanh nghiệp. Hai này nó không có gặp nhau. Hoặc nó gặp nhau á thì nó không hiểu nhau. Doanh nghiệp thì nó thôi mày mới ra trường mày ngồi đó làm đi, rồi tao coi là được thì tao sẽ tuyển, còn không thì thôi mày nghỉ. Còn cái cậu sinh viên thì nói của doanh nghiệp này không biết đường đi, đi về đâu thôi mình làm ba mớ mình sẽ coi sao mình bỏ. Nhưng mà hai bên không hiểu nhau chỗ này. Doanh nghiệp thì qua sông dò đá, đi tìm thị trường, đi tìm sản phẩm, chứ tiếp thị rồi distribution, rồi pricing, rồi product. Còn cái cậu sinh viên này cậu biết rất rành về chuyện đấy. Nhưng cậu không nghĩ đó là kiến thức quan trọng. Cậu học cái trăm cái môn thì bảo cậu quên hết. Cho nên mình muốn nhắc lại là Rookie Marketing là hai bên á. Một ngày đẹp trời mà một cậu sinh viên gặp một cái người khởi nghiệp này. Tôi sẽ thay đổi được cái sản phẩm này bởi vì nhu cầu nó thế này. Thì sản phẩm nó thế này, giá nó thế này, phân phối thế này và khuyến mãi thế này. Cô chú cứ làm theo đúng như thế này. Con chịu trách nhiệm đây nè. Bởi vì con biết cái này nó rõ lắm. Thì ngày đó là ngày mà phúc đức cho doanh nghiệp. Và cái mình nghĩ tới một trách nhiệm xã hội nữa đó là các bạn biết là bóng đá là một cái môn học mà duy nhất vào thời bình. Một cái môn thể thao duy nhất vào thời bình mà nó thể huy động hàng triệu người. Khỏi cần phải nói các bạn đã nhìn thấy ngoài đường phố như thế nào rồi. Thì cái việc gì mà nó làm người ta như vậy? Đó là niềm kiêu hãnh của dân tộc. Cái cuộc chiến đấu mà gọi là chiến trường bây giờ không còn nữa thì nó nằm trên sân bóng. Đúng không? Mà vừa rồi thì mình quyết định là tranh cử vào chức phó chủ tịch về tài chính của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi thấy đó là cái đỉnh cao về khoa học quản lý. Nơi đó bạn có thể học được rất nhiều về việc quản lý con người, về chiến lược, chiến thuật, về kỹ thuật. Cho nên là doanh nghiệp nó không thể tách rời bóng đá nếu thực sự nó nhìn thấy những giá trị đó. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Chúc ông sức khỏe thành công hơn nữa trong thời gian tới. Cảm ơn em. Cảm ơn quý khán giả của VITV đã theo dõi chương trình. Đến đây chương trình Diễn đàn CEO xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.